Chào mừng các bạn đã đến với chương trình phát sóng đặc biệt của Misu Rosemary Lado, người con gái xa quê, luôn muốn giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực của quê hương, của Hà Nội. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật, xin gửi tới các bạn một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội. Các bạn ơi, happy birthday to me! Hi, chào mừng các bạn đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, hôm nay Misu lại vào bếp và mời các bạn về Hà Nội. Misu sẽ giới thiệu với các bạn một món ngon vô cùng của người Hà Nội nhá. Và các bạn nhìn thấy một cái bàn của Misu chuẩn bị như thế này, các bạn có đoán được ra là cái gì không? Đó chính là món mì vằn thắn của người Hà Nội đấy các bạn. Thế và các bạn biết là hoành thánh mì hay là wonton noodle soup là được xuất phát từ các bạn Trung Quốc. Thế nhưng mà khi du nhập vào Việt Nam từ năm 1930 thì người Hà Nội đã kết hợp giữa hai nền văn hóa ẩm thực của Trung Hoa và Việt Nam trở thành một món mì vằn thắn chữ danh của người Hà Nội. Rất là ngon, nước dùng nó trong thanh, ngon ở cái nước dùng và toàn bộ những cái topping, có nghĩa là những cái mà ăn kèm thì nó vô cùng đặc biệt, là mì vằn thắn của Hà Nội các bạn, khác hẳn với cách nấu của người Trung Hoa nha. Đây là sự cải tiến tinh tế của người Hà Nội đó. Thế và các bạn biết không, ngày xưa ở nhà Misu, nếu các bạn có đến Hà Nội thì Misu xin mời các bạn hãy ghé vào các quán mì vằn thắn nổi tiếng của Hà Nội và ăn một lần nhớ mãi không quên. Đó chính là các hàng ở phố Đinh Liệt, là ngày nhỏ Misu hay ăn cho đến tận lúc lớn lên rồi đi làm vẫn còn rất là mê món mì vằn thắn ở phố Đinh Liệt này. Thế rồi về sau có thêm hàng mới ở Trần Hưng Đạo này, rồi ở Mai Hắc Đế này, ở Hòa Mã này. Và đặc biệt ở gần nhà Misu còn có một hàng nữa Misu rất là thích là ở hàng Chiếu, nhưng hình như bây giờ bạn ấy đã chuyển ra chỗ khác rồi. Nếu các bạn đến Hà Nội thì Misu xin mời các bạn hãy check in những địa điểm đó để thưởng thức một lần mì vằn thắn đặc biệt của Hà Nội nha các bạn. Còn hôm nay thì chúng mình sẽ vào bếp để cùng Misu sẽ chinh phục cái món này. Misu sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết các bí quyết của nhà hàng, từ nước dùng và làm thế nào để cho mì vằn thắn thật đặc biệt, thật ngon. Trước hết là các bạn đã biết là Misu trước khi để chuẩn bị cái này, bởi vì món này nó còn phức tạp hơn cả bún thang, cho nên là Misu đã phải chuẩn bị cho từ rất là lâu, rất là nhiều video. Đầu tiên là sủi cảo này, rồi đến hoành thánh chiên này, hay là háo cả cả chiên này, thế rồi có cả xá xíu nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào phần chinh phục món mì này với nguyên liệu. Trước hết là chúng ta cần phải có xương đây các bạn. Xương là xương lợn hay là xương heo, 1 cân xương nha các bạn. Các bạn rửa sạch tí, chúng mình sẽ phải trần lên và chúng mình sẽ phải ninh nước từ tối hôm trước. Misu sẽ ninh bằng nồi Instant Pot và Misu sẽ chỉ cho các bạn làm sao cho cái nước dùng này của cái này giống như vào phở, nó phải trong, phải thanh, phải rất là thơm. Tiếp theo, để làm với nước dùng ngoài 1 cân xương này ra thì chúng ta cần phải có những nguyên liệu sau. Trước hết là mực khô đây các bạn. Đây, mực khô đây. Mực khô này á là mình dùng 3 con. 1 cân xương thì dùng 3 con này, khoảng độ từ 6 đến 8 lít nước như các bạn. Thì đây là 3 con cả dâu mực và con mực. Thì mực này ấy, các bạn nhớ đây này, đó, các bạn phải đây, Misu có thể xé ra cho các bạn xem, các bạn phải nướng lên nhá. Tiếp theo nữa là xá sùng. Đây là xá sùng Quảng Ninh, xá sùng loại 1 nó như thế này đấy các bạn. Nhưng xá sùng thì lại không nướng, xá sùng phải rang lên các bạn nhá. Đây, rất là ngon, Misu dùng 8 em này thôi, bởi vì là trong gia đình nếu như các bạn không có xá sùng thì các bạn có thể tăng mực lên và tôm. Tôm khô và đầu tôm là hai món không thể thiếu được các bạn. Đây này, đầu tôm Misu cứ làm tôm xong Misu rửa sạch và lấy bỏ cái đầu tôm ra thì Misu toàn sấy khô để dành cho cái món này đấy các bạn. Thế và còn đây nữa, đây là Misu đặc biệt cảm ơn bạn An Jenkin đã gửi cho Misu từ Florida. Bạn ấy tự làm cả tôm này, tôm khô ở trong này, cả đầu tôm này, bạn đã làm đây và Misu để sẵn như thế này. Và mì vằn thắn bắt buộc phải có mực này, đầu tôm này, tôm khô nha các bạn. Thế rồi, để làm cho thơm nước nữa thì chúng ta có 1 củ hành tây và 1 củ hành ta, các bạn nướng lên cho Misu này. Thế rồi tôm này này, các bạn dùng tôm này để chúng ta luộc lên, có 1 con tôm ở phía bên trong.
nếu các bạn lùng tôm này, hoặc các bạn sẽ mua loại tôm này của, nếu ở Mỹ các bạn dùng tôm này cũng tốt, là người ta đã bỏ đầu ra rồi. Nhưng mà Misu thì vẫn thích dùng tôm có đầu, để Misu sẽ bỏ đầu ra để Misu sẽ nấu nước. Tiếp tục này, còn có gan. Gan ở đây chúng ta chọn gan nếp như thế này này các bạn. Misu sẽ đã ngâm sữa vào đây để rửa sạch, xong mới ngâm sữa để khử độc đây rồi. Chúng ta cần có nấm hương này. Đó, khoảng độ 10 gram nấm hương nha các bạn. Đây các bạn ngâm nở này cho Misu, để mỗi một bát sẽ là 1-2 em nấm hương. Rồi cái chân tẩy nấm hương này mình cũng cho vào mì vằn thắn này cho nó thơm. Thế rồi đây là xá xíu. Xá xíu thì các bạn có thể tự làm. Cái này cũng không cần phải ngon như là cái xá xíu của người Hoa. Các bạn chỉ cần tẩm với bột xá xíu, các bạn luộc qua xong các bạn chiên lên cũng được. Nhưng mà Misu đã có sẵn xá xíu rồi, cho nên là Misu sẽ làm. Nhưng mà với cái mì vằn thắn này thì chúng ta sẽ chọn cái miếng thịt mông hoặc là thịt thăn nha các bạn. Và đây, tiếp theo là hoành thánh chiên này các bạn. Đây cấp đông như thế này này. Đó, Misu để dân tạm ra đây. Và sủi cảo, các bạn nhớ đừng nhầm tên nhé. Cái màu trắng này, cái viên tròn này gọi là sủi cảo này. Cách làm thì Misu đã có video chia sẻ rồi. Thế còn màu vàng này là để chiên này, người ta gọi là hoành thánh này. Đó, thế và các bạn nhớ cho Misu một điều là đối với cái này á, bao giờ các bạn làm, trước khi làm thì các bạn mới bỏ từ trong tủ đá ra. Đây Misu quay như thế này, sau đó Misu sẽ bỏ lại tủ đá. Bao giờ Misu làm, luộc lên mới chiên rồi mới được. Tiếp theo này là bóng bì. Phải có một miếng bóng. Đấy, nó phức tạp nhiều thứ lắm các bạn. Và các bạn, nhiều các bạn lại hỏi Misu là mua ở đâu. Đây các bạn nhìn này. Đây Misu mua ở ngay ở Mỹ. Cái bóng bì rất là ngon. Toàn bóng thăn thôi. Rất là ngon. Vậy chúng ta sẽ ngâm nước và đi tẩy bằng gừng với rượu nhé các bạn. Ngâm nở ra rồi gừng rượu rồi chúng ta thái. Và cái hiệu bóng bì đây, và sản xuất tại Mỹ và tại ngay Brooklyn, nơi Misu sinh sống, ở nơi Misu đang cư trú đây các bạn. Đó, tiếp theo này, rồi đến mì. Ở Mỹ thì có cả mì tươi, nhưng mà Misu thích dùng cái hãng mì này, cái loại này này các bạn này, Twin này. Đó, và cái sợi mì nó nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ trần mì để làm mì vằn thắn nhá. Và rau, đây các bạn. Ngoài ra cái ngọt nước á, là phải có một cái củ cải đỏ, một cái củ cải trắng như thế này nha các bạn. Cùng với lại hành. Đó, thế và rau thì chúng ta bắt buộc phải có, không thể thiếu được là cải cúc và nhất là hẹ. Nếu như mà các bạn không có cải cúc thì các bạn có thể cho bằng rau cải cũng được, nhưng mà Misu vẫn thích ăn cải cúc và bắt buộc phải có hẹ nha các bạn. Bây giờ thì chúng mình cùng vào bếp để ninh xương với Misu và chuẩn bị mọi thứ. Các bạn thấy không, quá là nhiều luôn. À còn trứng nữa các bạn, Misu chưa bỏ trứng ra. Chúng ta sẽ luộc trứng này, luộc tôm này và luộc gan cùng một lúc. Nước sôi này, các bạn sẽ thả xương, 1 cân xương vào đây cho Misu. Chúng ta sẽ phải cho những cái xương này vào đó các bạn. Chúng ta sẽ trần qua, nó sôi lại thì chúng mình sẽ vớt ra nha. Nước sôi lại thì chúng mình sẽ vớt ra rửa sạch, và lúc đấy sẽ mới đi ninh nha các bạn. Và cái khâu này giống như là để nấu nước phở để các bạn mới cân phần nước xương này. Chúng ta trần qua như này đó, là để cho nó, cái nước xương nó được trong và nó không bị nổi bọt đấy các bạn. Và nước nó trong nó ngon đấy các bạn. Bởi vì là trong cái xương này các bạn nhìn này, nó có những cái tụ máu đấy đó. Đó, nó như thế này này. Thì chúng ta sẽ trần qua nó đi và rửa sạch lại. Thì đến lúc cái nồi nước dùng của mình nó sẽ trong veo các bạn ạ. Xương này các bạn vớt ra xong rửa sạch rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổ đầy nước vào cái nồi instant pot này nhá. Đổ ở, đừng có ngập quá nút mách nha các bạn. Rồi các bạn cho một chút muối vào này, khoảng độ nửa tablespoon nha. Và chúng mình sẽ đi ninh nước ở nồi instant pot. Và Misu sẽ chỉ cho các bạn ninh nước để nấu mì vằn thắn này cũng như nước phở thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Các bạn sẽ không cho cái gì vào trong xương nhá. Và ở trong các nhà hàng ấy, khi người ta ninh xương đó thì người ta ninh trên bếp. Hoặc là người ta sẽ ninh bằng nồi áp suất như của chúng ta ở nhà làm, thì bằng instant pot như này, chỉ cho muối thôi và để cho cái xương nó tiết hết cả nước ra, lúc đấy bắt đầu chúng ta mới chế để làm nước dùng nha các bạn. Chúng mình sẽ bấm ở cái nút đây này các bạn, slow cook cho Misu nha. Và ở trong cái này nó là 4 tiếng là với máy người ta đã cài đặt chế độ. Các bạn nếu mà ninh qua đêm thì các bạn có thể để được lâu hơn.
Nhưng mà Misu làm cái này nó lích kích lắm, thì Misu cứ để từ sáng sớm ngủ dậy một cái là Misu làm, hoặc Misu để qua đêm. Thế nếu như mà các bạn mà làm để trưa ăn hoặc là chiều ăn ấy, thì các bạn cứ ngủ dậy một cái, các bạn trần xương, sau đó các bạn sẽ dùng chỉ để nút slow cook này và 4 tiếng như thế này là nước sẽ rất là ngon, nó trong veo luôn các bạn. Thế và trong khi đó thời gian thì mình sẽ chuẩn bị các thứ để làm mì hoặc làm phở nha các bạn. Trong khi với nồi nước chúng ta đang ninh thì khâu chuẩn bị chúng ta làm rất là nhiều thứ này. Một cái nồi nước này các bạn sẽ cho trứng vào, các bạn luộc cho misu đó, xong rồi cho luôn vào bát nước này như này. Rửa sạch trứng để chúng ta luộc rồi, vớt ra rồi, thì bây giờ bắt đầu các bạn nước sôi, các bạn sẽ cho tôm vào. Chúng ta luộc chín tới thôi nhá, đừng có luộc nó bị chín quá ấy, thì cái tôm nó không được giòn. Đấy, tôm có gạch cho nên là ngon không các bạn. Đây, tôm chín rồi, các bạn vớt ra và cho luôn vào bát nước lạnh cho misu để bóc cho nó dễ và nó nguội nhanh, nó giòn cái tôm nữa đấy các bạn. Thế còn lại cái nước này đó thì các bạn sẽ cho gan vào cho misu nhá. Chúng ta sẽ tận dụng được cái nước để chúng ta sẽ làm luôn nhiều thứ. Đó, các bạn cho gan vào. Gan chúng ta đã ngâm với lại sữa rồi. Xong rồi các bạn sẽ rửa thấm khô đi. Bắt đầu chúng ta sẽ cho vào, chúng ta luộc. Gan đó các bạn, khi các bạn sẽ bấm đũa vào này, mà nó không còn tiết cái nước hồng ra nữa, mà rất là nhanh các bạn, thì các bạn sẽ tắt bếp này. Và chúng ta cũng sẽ lấy gan ra. Gan này mà nếu mà các bạn mà có thể không thích thì cũng bỏ qua cũng được nhá. Nhưng mà misu muốn chỉ cho các bạn là đầy đủ các thứ của Hà Nội, cho nên là misu sẽ làm. Chứ còn bình thường là nếu mà không có gan thì cũng không sao, bởi vì là bạn của nhà misu cũng không ăn nội tạng của động vật. Thế vào chúng ta sẽ cho vào một cái bát nước lạnh như thế này, và chúng ta sẽ làm để cho nó nguội nhanh, bóc tôm ra và gan nó không bị thâm đấy các bạn. Ở một nồi khác này, nước sôi này, đây các bạn nhìn thấy cái túi sủi cảo không? Và khi nào mà nước sôi này các bạn mới lấy từ trong tủ đá, các bạn lấy ra nha, và chúng ta sẽ cho vào, chứ các bạn đừng bỏ ra là nó sẽ bị nát á. Nước sôi các bạn mới lấy từ tủ đá ra, các bạn sẽ cho vào và các bạn trần lên bao giờ nó nổi lên là các bạn vớt ra, cho vào trong chậu nước lạnh cho misu. Xong rồi đấy các bạn. Đó, khi các bạn nhìn thấy những cái viên sủi cảo, misu nhắc lại đây là sủi cảo nha các bạn. Cái màu trắng để chúng ta luộc này gọi là sủi cảo này, thế nhiều bạn cứ bị nhầm tên. Đó, rồi chúng ta sẽ vớt ra này. Thế và cái mẹo của misu đã chia sẻ về cái món này rồi đó, thì các bạn sẽ cho một ít dầu ăn vào cái khay như thế này, và các bạn sẽ bỏ nó ra thì sẽ không bị dính chùm, và sẽ chúng ta sẽ tải ra như này cho nó nguội này các bạn này. Đó, rất là ngon. Misu sẽ để link về làm cái món sủi cảo này cho các bạn xem nhá. Còn cái nước chúng ta vừa mới trần há cảo thì bây giờ chúng ta sẽ tận dụng này. Các bạn sẽ cho mì vào. Đây, mì ngon các bạn, sợi nó nhỏ như thế này này. Và chúng ta sẽ luộc mì nhá. Mì cũng phải luộc rất là khéo, để bởi vì trước khi ăn ấy, chúng ta còn trần nữa đấy các bạn. Đó, cái sợi mì này rất là ngon. Trần 3 phút thì các bạn vớt ra để ráo. Bây giờ chúng mình đi chiên vằn thắn nha. Lấy hoành thánh từ tủ đá, dầu nóng thả vào chiên, chiên trên lửa vừa. Thái hẹ này, thái xá xíu này. Đây, bóng mì chúng ta ngâm khoảng độ 1 tiếng, hơn tiếng đây các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ cắt nhỏ ra, cắt hình quả chám nha các bạn. Và nó nhỏ hơn so với chúng mình nấu canh bóng đấy. Đó, như thế này. Đây, cắt hình quả chám này. Xong rồi đây các bạn. Rồi các bạn cho misu gừng đập dập này. Các bạn thái ra, ngâm nở xong thái ra như thế này cho misu nhé. Và cho misu một ít rượu nấu ăn khoảng độ 2 tablespoon vào đây. Và chúng ta bắt đầu sẽ đi tẩy bóng như thế này, bóp gừng với rượu. Sau đó thì chúng mình sẽ đi rửa lại và thấm khô đi nha các bạn. Cái công đoạn này để làm cho cái móng nó vừa giòn và nó vừa trắng, và đồng thời nó tẩy cái mùi hôi đấy các bạn. Rượu và gừng nó tẩy mùi hôi. Đó.
Mọi thứ đã sẵn sàng đây các bạn. Thịt xá xíu này, các bạn nhớ nhé, làm bằng thịt thăn hay thịt mông hoặc là thịt thăn chuột nha các bạn. Đối với cái mì vằn thắn này nó phải nạc. Misu sẽ để link làm thịt xá xíu này cho các bạn. Đây, bóng Misu đã tẩy xong. Nấm hương đây các bạn cũng đã xong rồi, vắt kiệt ra để tí nữa chỉ việc thả vào nồi nước dùng thôi là chúng ta sẽ chan mì. Và các bạn nhớ nhé, nấm hương khác và nấm đông cô khác nhé. Đây mới là nấm hương của Hà Nội này các bạn. Tiếp tục này, đây gan các bạn nhìn thấy không, luộc theo như của Misu, màu gan rất là đẹp, nó không bị thâm. Và để với nước lạnh này, tôm này và trứng sẵn sàng xong xuôi, đợi chúng ta chế biến nước dùng mì vằn thắn là Misu sẽ làm bà bán mì vằn thắn và Misu mời các bạn nha. Trong khi đó thì các bạn sẽ bắc cho Misu một nồi nước sôi nữa để cho chúng ta trần rau và trần mì để ăn cho nó nóng nhá. Thì các bạn, khẩu chuẩn bị nó rất là nhiều thứ luôn. Trước hết này là chúng ta trong khi nồi nước còn đang ninh thì chúng ta sẽ cho củ cải này và trong một cái túi này Misu phải cắt nhỏ ra, không để hai túi mất. Thôi, Misu sẽ cho củ cải và hành vào đây một túi này, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để cho vào nồi nước để ninh nha. Đây một túi này. Các bạn biết không, bởi vì là Misu hay làm như thế này và các nhà hàng người ta cũng làm như này để cho cái nước nó được trong và đỡ phải vớt ra đấy các bạn. Đây này, Misu cho cái củ hành vào đây luôn. Nếu không thì cái hành nó sẽ bị nát ra. Thế mình cho vào trong này nè, như thế này này. Đó, thì cứ thế là chúng ta cho vào cái nồi nước dùng thôi. Thế đến lúc là vớt ra nó tiện. Còn nếu không thì các bạn không có túi thì các bạn sẽ cho vào trong nồi cũng được. Nhưng mà các bạn sẽ phải lọc nha, cho cái nước nó mình, cái mì vằn thắn này nó phải trong. Đây, đầu tôm Misu cũng cho vào một túi. Thế và các bạn biết không, cái củ cải này ấy, để ninh vào nước, để vừa là ngọt nước vừa để trong nước, bởi vì cái đầu tôm nó sẽ sợ là nó sẽ bị đục đấy các bạn. Có nơi người ta còn giã cái đầu tôm ra cơ, nhưng mà của Misu thì không. Misu cho vào như thế này thì rất là ngon. Đó, đây là đầu tôm Misu tự phơi. Thế còn đây, còn vừa tôm khô vừa đầu tôm nữa đây, còn một túi nữa. Thế rồi xá sùng và mực một túi nữa các bạn ạ. Đấy, chuẩn bị rất là nhiều khâu luôn. Đây Misu sẽ cắt. Nếu mà các bạn mà không có xá sùng thì các bạn sẽ tăng tôm khô với mực lên nha, nhưng mà có xá sùng sẽ rất là ngon. Đây tôm khô này của bạn, là một bạn trong bếp Hương Việt, bạn An Jenkin đã gửi cho Misu đây. Cả tôm cả vỏ này rất là ngon các bạn ạ, ngon lắm luôn đấy các bạn. Bạn ấy tự làm đây. Misu cảm ơn bạn nhiều nhá. Đây cả đầu tôm nữa này. Misu cho vào đây. Tầm khoảng độ các bạn tăng lên. Đây Misu trong cái túi này chắc khoảng một lạng thôi, Misu lấy một lạng thôi. Đó, cho vào cả tôm cả đầu đấy các bạn này. Một túi. Tha hồ nước ngọt nha các bạn. Nước thơm lắm luôn ý, thơm lừng luôn ý. Nhất là nếu mà các bạn mà ở phố cổ mà đi qua phố Hàng Chiếu để ăn cái quán mà Misu thích ý, thì từ đầu phố đã ngửi thấy mùi rồi. Mùi đặc thù của mì vằn thắn. Đây, một túi nữa. Và túi thứ 5 là cho hết cả mực và xá sùng vào đây. Rồi tí nữa nước dùng xong một cái là mình sẽ cho vào nồi nước thôi. Misu nhắc lại nhé, là mực này á là các bạn phải nướng này, và xá sùng các bạn rang. Xá sùng rang chứ không nướng nha. Cho hết cả vào đây như thế, tí cái nồi nước dùng các bạn sẽ nhìn thấy nó thơm và nó trong. Xong rồi. 4 túi, 5 túi. Nồi nước dùng đã xong rồi đấy các bạn ơi. Wow. Các bạn để cho nó xả tự nhiên nhá. Thì các bạn sẽ thấy chắc là mất tầm khoảng độ 5 tiếng đấy các bạn. Đây, đi xuống cho các bạn nhìn này, cái nước dùng ngon chưa? Nó trong veo như thế này. Thế và bây giờ thì đây là cái nồi 10 quát của Misu đấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ lấy cái nước xương này đổ vào cái nồi các bạn dùng để chế nước dùng, và chúng mình sẽ ninh ở trên bếp nha các bạn. Bởi vì là có Misu chế cái nồi to hơn ấy, để chúng ta còn cho các túi gia vị mà Misu chuẩn bị. Đây các bạn nhìn nước dùng thích chưa? Trong veo luôn. Đây,
Và cái nồi Le Creuset của Misu cũng là 10 lít đây. Bây giờ các bạn sẽ cho các túi vào đây này. Túi hành này. Túi tôm này. Đây là mực này, xá sùng này. Đây là túi tôm khô này. Đây là đầu tôm này. Thế rồi củ cải này. Các bạn cho vào đây cho Misu. Và chúng ta sẽ đổ nước vào nha các bạn. Misu đổ nước xương vào đây các bạn. Và chúng ta sẽ hầm ở trên bếp. Nó sôi thì bắt đầu sẽ vặn nhỏ lửa và đun trong khoảng độ 1 tiếng các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, chúng mình bật bếp lên này. Cho lên bếp để cho nó sôi lại. Sau đó thì vẫn mở nắp vung nha các bạn. Chỉ mở hoặc là mở hé hé thôi, không đậy chặt. Các bạn vặn nhỏ lửa lại và chúng ta sẽ ninh trong 1 tiếng đồng hồ nữa. Chúng ta sẽ được nồi nước dùng mì vằn thắn rất là ngon. Và lúc đấy mình sẽ nêm nếm lại. Và cái này chỉ có muối và gia vị thôi nha các bạn. Có thể một số nhà hàng người ta sẽ cho mì chính, nhưng mà Misu đã làm như thế này là rất là ngọt rồi, cho nên là không cần mì chính nữa các bạn ạ. Thế và trong khi đó thì các bạn sẽ cho Misu này 1 tablespoon muối ăn vào đây nữa. Thế là 1,5 tablespoon nha. Sau khi sôi và cái nước này nó ngấm với lại tôm này rồi là mực này, nước nó ngọt rồi, lúc đấy bắt đầu chúng mình mới lại nêm nếm lại tiếp nha các bạn. Các bạn ơi, hết 1 tiếng đun trên lửa liu riu rồi đây các bạn. Wow. Nếu mà các bạn mà ở đây thì các bạn sẽ ngửi thấy một cái mùi đặc trưng của mì vằn thắn luôn, rất là ngon các bạn ạ. Và Misu cho các bạn xem cái mùi nước dùng, màu nước dùng này, nó lên cái màu đặc trưng này, nó hơi hanh hanh vàng như thế này này các bạn này. Đó, và nó trong veo như thế này. Thế thì trước khi mà chúng ta cho cái phần gia vị nêm nếm đó, thì các bạn sẽ vớt cho Misu cái túi củ cải mới lại hành ra trước nhá. Thế còn lại cái đây. Đây, túi hành củ cải ra trước. Còn lại nếu mà có bọt thì các bạn cứ vớt bọt liên tục cho Misu nha. Bởi vì cái đầu tôm đó các bạn, mùi nó thơm lừng, thơm ngon lắm. Còn lại thì các bạn vẫn để đây, nhưng mà để Misu vớt ra để cho các bạn nhìn xem cái nước, cái màu nó đặc biệt nó như thế nào. Chúng ta nêm nếm gia vị tí nữa, Misu lại cho lại những cái túi này vào nha. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cái màu nước đặc trưng của mì vằn thắn đây. Cái màu nó trong veo này, nước trong veo như thế này này. Thế bây giờ thì Misu sẽ nêm nếm gia vị nhé. Vậy là chúng ta đã có 1,5 tablespoon muối rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho hạt nêm vào này. Hạt nêm cho sau cùng nha các bạn. Đó. Misu sẽ cho khoảng độ 6 tablespoon cho cái nồi 10 quart này nhá. Rồi các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình. Nhưng mà nêm theo Misu là rất là vừa. Misu sẽ nêm lại. Đó. 5 này. 6. Nếu mà các bạn mà thích ăn mì chính thì các bạn sẽ, trước khi các bạn thả bóng với lại nấm hương vào thì các bạn sẽ cho mì chính nha. Nhưng mà Misu thì dùng với cái phần này thì không cần mì chính đâu các bạn. Nó ngon như thế này này các bạn này. Chúng ta đợi một lúc rồi Misu thả bóng vào. Đây, cái nước này ngon chưa? Misu nếm nếm lại. Và Misu sẽ mời các bạn mì vằn thắn Hà Nội nổi tiếng nhá. Đã xong các bạn ơi. Mùi nước mì vằn thắn thơm lừng ra. Thơm lắm luôn ý, và rất là ngọt các bạn. Cho đúng như của Misu là vừa đậm đà vừa ngon. Ngon lắm luôn. Đây, các bạn nhìn một lần nữa này, nước dùng này. Đó, nước nó phải có cái màu như thế này nha các bạn. Và trong veo như thế này mới đạt này các bạn này. Thế và bây giờ thì Misu là bà bán mì vằn thắn nhá. Misu sẽ cho thả nấm hương vào này. Đó, Misu thả bóng vào này. Một lúc nó sôi lại thì bắt đầu chúng mình sẽ vớt ra, đừng để bóng nó bị nát nha các bạn. Thế và Misu sẽ mời các bạn mì vằn thắn thôi. Nhân đây thì Misu cũng xin cảm ơn ba bạn là Dũng, Hải, Minh. Các bạn đã chỉ cho Misu cách nấu mì vằn thắn và nấu nước phở gà phở bò không giấu nghề. Chúc các em luôn thành công trong sự nghiệp và rất cảm ơn các em đã hợp tác với chị và chỉ cho chị các chị bí quyết của nhà hàng mà không hề giấu nghề nhá. Giờ Misu làm bà bán mì nha các bạn ơi. Các bạn cho mì vào trong cái trần này, rồi rau này. Đó, chúng ta trần qua này ăn cho nó nóng nha các bạn. Tải nước ra bớt này. Đó.
cái tiếng mì nó như kêu như thế này, tạch 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 như thế này là mì rất là ngon nha các bạn. Và đổ ra đây rồi Misu sẽ mời các bạn các topping lên nha. Rồi đây, cho cái mì lên trên nóng hôi hổi, để rau sang bên cạnh đó. Và bây giờ Misu sẽ bày mì cho các bạn để các bạn thưởng thức món mì Văn Thắn Hà Nội nha các bạn. Trước hết là các bạn sẽ cho 3 viên sủi cảo vào cho Misu này. Đó, xếp ngay ngắn cạnh nhau. Rồi đến vài lát của thịt xá xíu này, xếp đối xứng này. Rồi đến bóng này, rồi đến gan này, nấm hương này. Các bạn cho hẹ, thật là nhiều hẹ mới ngon nhá. Thế rồi tôm này, mỗi bát một con tôm này, một miếng trứng cắt này, và một viên hoành thánh chiên. Và sau đó thì chúng ta sẽ chan nước lên, chan ở bên cạnh. Đừng để chan vào trứng với tôm nha các bạn. Và bây giờ Misu xin mời các bạn bát mì Văn Thắn nổi tiếng của Hà Nội đây. Và chúc các bạn thành công, ăn ngon miệng.